Ngày 12 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Huỳnh Thị Châu Hà 20 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng, về tội giết người. Hà tại phiên tòa. Theo điều tra, Hà và Võ Nguyễn Ngọc Thư 19 tuổi, ngụ huyện Gò Công Đông, Tiền Giang, là tiếp viên của các quán karaoke ở Mỹ Tho. Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 17 tháng 4, Thư và Âu Duy Nam 37 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, cùng nhóm bạn đến một quán karaoke ở phường 5, thành phố Mỹ Tho để nhậu. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Nam điện thoại rủ Hà ra quán hát karaoke cùng. Sau đó, cả nhóm di chuyển đến quán Banelux ở đường Phạm Thanh Bờ, 5 thành phố Mỹ Tho, để tiếp tục nhậu. Tại đây, Nam đưa cho Hà 1 triệu đồng để đưa lại cho Thư và yêu cầu Thư ra về trước. Lúc này, Thư cho rằng Hà cố tình đuổi mình về trước nên xảy ra cự cãi. Hà khai nhìn thấy Thư nhắn tin cho ai đó đến quán ba gấp nên nghi ngờ Thư nhờ bạn đến đánh mình. Hà mang túi xách đi vào nhà vệ sinh lấy con dao đấm ra cất giấu phía sau thắt lưng quần rồi quay trở lại bàn nhậu. Nhìn thấy Thư chuẩn bị ra về, Hà đi ra ngoài trước đứng đợi. Tại cửa quán, Hà và Thư nói chuyện và cự cãi về tiền bo. Thư lấy nón bảo hiểm đánh nhưng không trúng Hà. Lúc này, Hà lấy con dao giấu trong người đâm liên tiếp 7 nhát vào người của Thư. Mọi người trong quán nhìn thấy vụ việc liền lao vào can ngăn, đưa Thư vào bệnh viện cấp cứu nhưng cô gái này sau đó tử vong. Hội đồng xét xử đã tuyên 16 năm tù cho bị cáo Hà và buộc bị cáo bồi thường thiệt hại gia đình nạn nhân với số tiền hơn 230 triệu.